Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại cùng nhau đọc một bài báo trong tiếng Nhật với chủ đề rất là hấp dẫn nha. Trong chúng ta có ai thích tiền không nhỉ? Hay là đã từng có ai nghe đến Amazon chưa? Một tên gọi rất là quen thuộc, đặc biệt là với những bạn nào ở bên Nhật đúng không? Thế thì bài báo của chúng ta hôm nay sẽ liên quan đến hai thứ, đó là tiền và Amazon. Thế cụ thể như nào thì chúng ta sẽ cùng bước ngay vào tiêu đề của bài báo ngày hôm nay nhé. Chúng ta cùng đọc nhé. Amazon を作った人が世界で一番のお金持ちになる。Khi mà nhìn qua cái câu như này đúng không, thì chúng ta sẽ hiểu tựa đề của nó như sau. Chủ ngữ đâu rồi? Chủ ngữ sẽ là từ đây nhá. Ok, từ cái trước gá trở đi được chưa nhỉ? Amazon no tsukutta hito sẽ là cả một cụm chủ ngữ nhá, là người mà đã tạo ra Amazon. Và chúng ta sẽ học được luôn là Amazon trong tiếng Nhật sẽ viết như này, Amazon. Ok nhỉ? Người mà đã tạo ra Amazon thì làm sao? Thì ni naru nào? Trở thành. Ừ, thì trở thành đúng không? Trở thành gì? Trở thành okanemochi, trở thành người giàu có. Giàu có làm sao? Giàu có đầu tiên à? Giàu có thứ nhất chứ nhỉ? Giàu có thứ nhất trên đâu? Trên thế giới. Trước giờ chúng ta hay biết ai là người giàu có nhất trên thế giới nhỉ? Ai hả anh? Anh không biết à? Trời đất, thế này làm sao mà giàu được? Đó là Bill Gates đúng không? Bill Gates. Thế thì hôm nay bài báo này đã đưa ra một thông tin rằng là cái người giàu nhất thế giới bây giờ đã là một người khác rồi, đúng không? Thời thế có thể thay đổi. Và chúng ta sẽ bước vào bài văn bên dưới nhé. Vẫn như lần trước thì lần này mình vẫn lựa chọn một cái bài mà ở mức độ dễ để cho các bạn ở trình độ N3 thì có thể đọc được một cách đơn giản, học được từ vựng luôn được không nhỉ? Rồi chúng ta cùng nhau đọc bài báo này nhé. Từ câu đầu tiên đi. America no keizai no zashi Forbes. Forbes là cái gì nhỉ? Có bạn nào nghe qua âm này mà đoán được không nhỉ? Ừ. Chữ E nhá, đấy nhỉ? Là cái tạp chí Forbes đúng không? Không biết mình phát âm tiếng Anh đúng không? Forbes. Wow, 27日 America の Amazon.com. Đấy nhỉ? .com という会社を作った時代、ジェフ、ベゾスさんが世界で一番のお金持ちになった。なった gì? と発表しました。Chưa? Câu này thật là dài đúng không? Tuy nhiên thì như lần trước mình nói rồi, khi mà nhìn câu dài đừng bao giờ có hoang mang quá. Cứ nhìn cho mình chủ ngữ và vị ngữ của nó là được. Vị ngữ nó thường sẽ là cái động từ của nó đúng không? Động từ và động từ cuối cùng. Động từ cuối cùng nhá. Happyo shimashita. Dài quá. Ừ, happyo shimashita. Về phân tích từng chữ nhá. Happyo shimashita là công bố. Công bố thì sẽ phải là công bố ai đó công bố cái gì, hay tổ chức nào đó công bố cái gì đó. Thì chúng ta sẽ tìm người công bố là ai? Người công bố sẽ là phần trên này. Tờ tạp chí Forbes về kinh tế của Mỹ, được chưa nhỉ? Tờ tạp chí Forbes của kinh tế về kinh tế của Mỹ thì đã công bố. Công bố cái điều gì sẽ là nội dung từ sau cái chủ ngữ cho đến cái trước từ tố happy shimashita nhá. Đấy, từ chỗ này. Ok. Công bố chỗ này thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào này. Vào ngày 27 thì họ đã công bố điều gì? Công bố điều gì này? Ông này nhá thì lại tìm chủ ngữ trong cụm này, coi như một câu nhỏ bình thường nhá. Ông mà tên là Jeff Bezos, người mà đã gì đây? Được chưa nhỉ? Khi mà đã xác định được cụm danh từ, chúng ta cứ dịch ngược từ là từ dưới lên trên, được chưa nhỉ? Ông này, ông Jeff Bezos, người mà đã tạo ra công ty. Công ty gì? Mọi người nghe tên nó đọc rất hay đúng không? Americano Amazon.com, được nhỉ? Amazon.com, người ta phiên âm ra chúng ta biết đó là công ty Amazon.com đúng không? Được chưa nhỉ? Người này thì đã gì đây? Đã trở thành người giàu nhất trên thế giới. Đó là điều mà họ đã công bố. Ok? Ok, và câu tiếp theo của chúng ta sẽ là Bezos-san ga motteru okane ya zaisan wa zenbu de 901 oku doru. Tiếp này, Nippon no kane de 10 chou en ijou deshita. Rồi, câu này thì mình sẽ tìm được chủ ngữ và vị ngữ ở đâu bây giờ? Chủ ngữ thì bao giờ mình cũng nói là đứng trước góa gá mố đúng không? Tuy nhiên trong một câu, nếu như chúng ta thấy có hai cái góa và gá như thế này thì sẽ phải tìm được đâu là chủ ngữ chính và đâu là chủ ngữ phụ. Chủ ngữ phụ sẽ là nằm trong một cụm danh từ đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ hiểu câu này nhá. À, chỗ này là 901 triệu, à đâu, 901. Trước tiên mình đổ con số này nhá. Đây ốc cự đúng không? Ốc cự thì bao giờ chúng ta sẽ tính là 100 triệu thì mình sẽ thêm 8 số 0 này. Được chưa nhỉ? Ok, thêm 8 số 0, bây giờ thêm 901 vào đây nữa. Như vậy là chúng ta sẽ có con số như sau. Bỏ 1, 90,1 tỷ
đô la, khoảng 90 tỷ đô la nhá. Thì tức là cái con số này sẽ là vị ngữ đúng không? Như vậy tỷ đô la thì phải tương đương với tiền bạc hay tài sản đúng không nhỉ? Thế mình sẽ dịch câu này như sau nhá. Cái số tiền và cái lượng tài sản mà Bezos sang Moteru là mà ông Bezos này đang có là khoảng 90,1 tỷ đô la. Và cái này thì nó tương đương, người ta chú thích đằng sau cho mình là gì? Là ở trong tiền yên thì nó sẽ tính bằng 10 Icho yên, chúng ta tự Icho yên sẽ là 1.000 tỷ đúng không? Bây giờ 10.000 tỷ yên, được chưa? 10.000 tỷ yên nhá. Đó là câu tiếp, câu như vậy. Và câu cuối cùng của đoạn này nhá. Bezos sang là 初めて世界で一番のお金持ちになりました. Câu này thì dễ rồi đúng không? Và đây là lần đầu tiên, 初めて rồi chứ nhỉ? Và đây là lần đầu tiên ông Bezos này trở thành người giàu nhất thế giới. Đó là đoạn đầu tiên của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ sang đoạn thứ hai nhá. Ê, rồi. Đoạn này thì cũng rất là dễ thôi. Mọi người cùng nhìn nào. Amazon là internet để いろいろ なものを売っている会社で. Chứ nhỉ? Chúng ta nhìn này, chỗ này. Amazon wa từ đế gì nhỉ? Bezos san wa gì nhỉ? Amazon no kabu o 17% gurai motte imasu. Câu này thì dễ rồi, chia làm hai vế rất là rõ ràng đúng không? Thứ nhất là chủ ngữ bên kia là công ty và chủ ngữ bên này là ông này, gì nhỉ? Nên là chúng ta mới có hai cái chữ hóa học trong N4 rồi hay N5 rồi đó đúng không? Tức là công ty Amazon là công ty mà bán rất là nhiều đồ trên trên gì nhỉ? Trên internet, được chưa nhỉ? Và tiếp theo này, và ông Bezos này thì ông ấy làm sao? Ông ấy có khoảng 17% cổ phiếu trong công ty Amazon. Wow, tức là chỉ có 17% cổ phiếu trong công ty Amazon này mà đã có thể trở thành người giàu nhất trên thế giới này đúng không? Thì tức là công ty này nó giàu khủng khiếp như thế nào, được chưa nhỉ? Tiếp này, Amazon の株は1年で 40% 以上高くなったため、ベゾスさんの財産も増えました。Câu này thì chúng ta chia làm hai vế đúng không? Vế nguyên nhân đúng không? Vế nguyên nhân một nửa trước. Tham ể là vì, chứ nhỉ? Vì gì? Vì cổ phiếu của Amazon. Được chưa? Thì nó làm sao? Takaku naru, được nhỉ? Nó tăng trên 40% trong vòng 1 năm. Thế nên là gì? Thế nên là tài sản của ông này fuemashita, tài sản của ông này cũng tăng lên, được chưa nhỉ? Đấy là câu này nhá, rất là dễ đúng không nào? Chúng ta sang đoạn cuối cùng của ngày hôm nay, chỉ có một câu rất là ngắn thôi. Đó là gì đây? Imamade ichiban datta no wa Microsoft という会社を作ったビル・ゲッツ、ゲッツさんですね。ゲッツさんでした。Thì cái chỗ này chủ ngữ chúng ta đây nhá. Bây giờ nhìn chủ ngữ vị ngữ rất là dễ rồi đúng không? Cái người mà vốn là datta, cái người mà vốn là người giàu nhất trên thế giới từ trước đến nay, imamade, được chưa nhỉ? Thì là ông gì? Ông, các bạn, Bill Gates. Cái này không cần đọc cũng biết đúng không? Đó là ông Bill Gates, người mà đã gì? Người mà đã làm ra công ty Microsoft, được chưa nhỉ? Microsoft, đấy, tiếng Nhật, tiếng Anh của người Nhật nó khủng khiếp như vậy đúng không? Và câu cuối cùng, Gates san ga motteru okane ya zaisan wa zenbu de 900 oku doru deshita. Đúng nhỉ? Câu này mình sẽ dịch là gì đấy? Và tổng cái lượng, câu này giống bên trên đúng không? Tổng cái lượng tiền cũng như là tài sản mà ông Bill Gates này ông có được thì là bao nhiêu? Là 900 triệu yên. Tức là gì? Tức là cái ông mới lên làm ông của Amazon đúng không? Chỉ hơn ông này được có một con số ở đây thôi đúng không? 100 triệu yên nhưng mà cũng đã có thể thay đổi vị trí trên thế giới rồi. Hay, một bài mà sau khi đọc xong thì không biết là có thể củng cố tinh thần của các bạn và giúp các bạn hướng đến mục tiêu là trở thành người giàu có hơn hiện tại bây giờ không nhỉ? Ok, và bài học của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo nhé. Bye bye!